danh sách 24 tỷ mà tôi vừa mới đi copy lại được. Với cánh phải chúng ta có Messi này, đầu tàu có Erling Haaland này, cánh trái có Mbappe, CM sẽ là gì, Rory, Bellingham và Kevin. Hàng phòng ngự chúng ta có Theo Hernandez này, Van Dijk, Diaz này, thằng nào đấy, Frimpong à, và Alisson. Đây là lệch ra thì cũng phải tương đối phải dúng 90% thôi em ạ. Đấy, nhưng mà đây cũng là một cái đáng tin cậy mà đúng không? Bui luôn mà, tôi sẽ bui luôn cái team này nha. Nhưng mà một trong hai vị trí này thì mình sẽ thay quả Rudiger FBL cộng 8 nhá. Làm gì mà đủ lương, sao không đủ lương, thừa lương luôn anh em. Đầu tiên là mua Messi trước nhá. HG5 nó rơi vào tầm quải đắt vãi nòi ạ. Best Gold Cup thôi à. Tôi nghĩ Best Gold Cup sẽ là hợp lý nhất. Hơn là HG đấy. HG chỉ số ẩn xem nào. Hơn một quả sút tạm má ngoài. Tốc độ tăng tốc dứt điểm HG nó đều vượt trội hơn hẳn. Nhưng mà Messi nhá, Best Gold Cup sút xa lại hơn. Mà tính tôi lại thích sút xa, thành ra là sút xa với cả dây bóng ấy. Đấy, nên là tôi sẽ chọn Messi Best Gold Cup. Best Gold Cup rồi, Best Gold Cup hợp lý. Cap thì hơi a đuổi. Erling Haaland bây giờ mình sẽ mua uầy, chết mẹ rồi. 22TS là 110 tỷ. 22TS 110 tỷ, 254. Bui quả 22TS nhờ. FBL, ô FBL có 70 mấy tỷ này. 22U thì nó rơi vào tầm 200 tỷ. Haaland 22U à? Lính thì đá 2U 253. Thôi được rồi, mua quả 2U nha. 222 tỷ này thì mình sẽ mua khoảng 190, được chưa? 183 tỷ. Tiếp theo nữa chúng ta có gì? Mbappe. Kylian Mbappe. Một tảng ngôi sao mà trả giá, nhưng vấn đề mình không có tiền. Đấy, tôi mà nhiều tiền thêm số 0 nữa khoảng 10.000 tỷ tôi mua mắc giá luôn. Mắc giá luôn, nhưng ngán gì đâu. Điên à, tôi đâu có mua của Cup 22 hợp lý. Chơi cộng 8. Cộng 8 tiền đâu ra mà mua. Làm tí World Cup 22 này. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta có gì ạ? Kevin. Đang có nhiều người đạt quá, 102. Mặc cả tí đây. Bellingham này thì 2U xem nào. 130 tỷ. Mút chưa? Yêu chưa? 127. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có ai ạ? Rory 23 tỷ, 101 để mắc giá đi này. Được chưa? Không được rồi, thế thì không ổn rồi. 83 tỷ. Mút luôn. Tranh thủ. Diaz làm cái gì? Xúc quả Van Dijk này về đấm nhau cho sướng. 1 minute later. Team bọc. Được chưa nhỉ? Hợp lý chưa? Tôi vừa bui xong một team gọi là team này gọi là team đề cử 24 TI. Theo một nguồn tin thân cận lách ra. Đấy. Đầu tiên chúng ta để áp lực khi xử lý bóng lỗi này. Chuyển thẳng nhanh. Cái này để 55 này. Xẻ nách. Chạy chỗ. Hai con này nhá, mình để luôn hỗ trợ phòng thủ thôi nhá. À không, không phải thằng này. Đây này, luôn hỗ trợ phòng ngự. Để mỗi thế thôi. Hôm nay tôi để mỗi thế bên server hàm mà tấn công hay vãi trưởng. Xâm nhập vòng cấm này. Con này thì mình sẽ để ở gì? Giữa hai phòng vệ. Luôn hỗ trợ phòng ngự cơ bản. Đấy, đây là một cái chiến thuật siêu mới anh em ạ. Em không biết không biết vận hành như nào thì hãy nhìn tôi nhé. Tôi chỉ làm mẫu một lần duy nhất thôi. Chuyền. Vụt. Bàn thắng đầu tiên. Và đó là ai ạ? Erling Haaland. Người ghi nhiều bàn nhất cho Man City ở mùa giải năm nay. Sải. Điều quả gì ở Rudiger FBL cộng 8 này lên đá tiền đạo. Rudiger 5 sao kỹ thuật nhá, đừng đùa nhá. Tí tôi ăn Tony xoay xoay cho anh em xem. Cậu bé này, ra đây ăn tiền rồi. Nhẹ nhàng. Bellingham. 1 minute later. Ra đây. Ra đây. À, con vợ này núp bóng chuyên nghiệp à? Tự nhiên mình phân vân kèo thẻ đỏ làm gì ta? Thắng 2-0 để vật lại 3-2 ta. Mẹ Van Dijk 23HW đá hay vãi trưởng ra, có hơn 100 tỷ ấy. Rẻ bèo luôn anh em. Rẻ bèo luôn đấy. Sứ giả Tai Gigi đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Đá bóng như đóng phim toàn ui với A. Bây giờ những trận đấu từ bây giờ trở đi này, kỹ năng sẽ được lên tiếng. Trận vừa rồi thua chỉ làm content thôi, dàn cảnh tí thôi. Đấy, để cho anh em gọi là có một chút gọi là hụt hẫng. Chứ bây giờ vào cái thắng luôn thì nó còn gì có ý nghĩa đúng không? Phải có một chút hụt hẫng anh em ạ. Messi.
bóng đá đã vào khuôn rồi ấy. Thấy chưa? Chính thức bây giờ nhá, cỗ máy săn bàn này đã lên tiếng. Đôi bàn tay đã nóng, cốt rồi là lên đường. Nếu mà anh em nào thấy team này của tôi yếu, bước hết vào đây. Sứ giả Tai Gigi đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Anh ơi, mấy nay vợ em nó khó tính, đá bàn chim cơ nó cứ cạch cạch. Vợ em đập vào mặt em một tờ 500k bảo em đi mua cái tay cầm mà đá cho đỡ ổn. Anh có biết chỗ nào bán tay cầm ok cô ạ? Ok, anh em nhìn gì ạ? Rudiger nhá, 5 sao kỹ thuật, FBL cộng 8, cháu quẩy luôn. Cảm ơn Tuấn Trường. Nếu mà anh em đang có một khoảng tiền khoảng tầm 500k ấy mà chưa biết mua tay cầm ở đâu ấy, có thể vào tích shop TG nha, ủng hộ tôi một cái tay cầm, múa skill mượt mà luôn. What? Bay cả lìn Erling Haaland kìa. Bóng quả ghê vậy. Ôi, lần đầu tiên tôi sút quả Erling Haaland bao shot đấy nhá. Bao shot mà trong khoảng cách nó xa như vậy ấy. Bình thường toàn sút trong vòng cấm thôi. Ảo thật đấy. 5 bàn thắng của cái trận đấu này toàn siêu phẩm thôi anh em. Team này khỏe quá đúng không? Team này nó mạnh quá đúng không anh em? Cứ một quả sút là một bàn thắng mà. Chuyền này. Messi. Bước 1. FD cái nhở, chắc đề đi. Nhẹ nhàng 7 bàn. Chia anh 7. Tại vì làm sao không có anh 7 trong cái đội hình này. Chia anh 7 luôn. Trời ơi, dắt đối thủ kìa. Dắt kìa. Erling Haaland sao CD được quả đấy nhở? Tôi cứ tưởng điểm mạnh của Erling Haaland là cái gọi là cái trò gì nhở? CD mà. CD này bao shot này. Không nghĩ Erling Haaland CD được quả đấy luôn nha. Đây có phải hậu vệ không vậy? Anh em, đây có phải hậu vệ không vậy? Đây có phải hậu vệ không vậy? Đây có phải hậu vệ không vậy? Cho tôi hỏi đây phải hậu vệ không? Sao nó muốn như tiền đạo vậy? Rồi, nhẹ nhàng. 35 mét này. Trông nâu hốt quá nhỉ. Ai ạ? Nó là ai ạ? Lionel Messi 35 mét. Cụ thể là 34,7 mét. Làm sao? Đừng ghen, đừng có ghen. Bàn thắng này xin phép được gửi tặng cho toàn thể anh em. Trời ơi, đội bạn chớ luôn mà. Anh em biết ai là quát chưa? Biết ai là quát cho khoản đá phạt chưa? Nhảy múa với trái bóng thì hay ấy nhở, mình cầm con nào 5 sao mình cũng múa được mà. Điểm yếu của tôi là những cầu thủ 4 sao thôi. Nên là có thể thấy anh em build team, thấy tôi build team không bao giờ tôi bích những cầu thủ 4 sao. Ít nhất phải là 5 sao. Ê.
Trời đất ơi. Xoạc Rudiger kìa. LB. Máy chạy. Đập cái nhẹ á. Rồi. Lách cái đá. Lách tiếp. Lách lại. Skill một nhịp. Truyền. Rất đề đàn. Thế đệ cũng được. Lại ao. Ủa chán thật đấy. Lại ao. Uầy. Tạt này nét luôn này. Bạn này thay được quả nó phạt không nhỉ? Anh em. Là anh em chấp nhận được quả này thay cho quả đá phạt không? Quả này cũng là một tình huống đỡ bước 1 này. Xong một skill qua người này. Phạt dứt điểm này. Trời ơi. Là tôi đồng ý luôn. FBA rồi. Đùa trận này dứt điểm tệ thế nhở. Thề luôn ý. Tôi đảm bảo anh em nhé, không anh em nào làm skill đấy trong vòng cấm, trong vòng 5m50 cả. Ngoài tôi ra, chả ai làm cả. Hả? Chả có hơn mà làm. Ừ đấy, làm gì có ai đủ bản lĩnh đâu mà làm. Đủ bản lĩnh gì, đấy là tất thừa chứ không phải bản lĩnh. Không phải thừa. Chả thừa gì đâu. Cùng một kết quả cũng vẫn là ghi bàn. Nhưng mà ghi bàn nó đẹp. Đẹp đẹp gì, thì cũng là một bàn mà. Ông ghi bàn đẹp ông được tính là 2 bàn à? Gì? Thế ông ghi bàn của ông được tính 2 bàn à? Nhưng mà ghi bàn đẹp được chấm 10 điểm hơn là ghi bàn luôn, chấm 9 điểm. Ông ghi một bàn 10 điểm đi, tôi tính 2 bàn 5 điểm cũng được. Ai chấm nhưng mà ai chấm gì? Ai chấm? Anh em vừa chấm. Thế nào đi đá giải có thể mấy em chấm nhé. Đá giải vào giải nhớ búa nhá, đá vào cầm nhớ búa. Chuyện gì đó? Nhớ búa đấy. Tôi múa luôn như thế. Sợ sốt loài không muốn được. Ok, tổng kết lại cái team này nhá. Đá khoảng tầm 5 game, 5 trận. Thì ghi rất là nhiều siêu phẩm với một siêu phẩm của Lionel Messi với đội hình 24T dự kiến. Đấy. Đây sẽ là đội hình dự kiến của mùa thẻ 24T nhá. Phải rộng đến 80-90% anh em ạ. Hy vọng là anh em sẽ thích video này. Hẹn gặp em vào những cái buổi livestream tiếp theo nhá. Bye bye anh em nhá. Bye bye mọi người.